chiều ngày 27 tháng 3, ghi nhận tại phố Lò Đúc, trong bán kính 100m, có 3 cây sao đen bị chết khô ở trước cửa 3 ngôi nhà đang xây dựng và trong quá trình hoàn thiện. Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin về 3 cây sao đen bị chết, đơn vị đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả cho thấy các cây sao đen bị chết có dấu hiệu xâm hại. Công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ và các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc để điều tra sự việc công ty đã gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân phường Phạm Đình Hổ, tuy nhiên đến nay phía phường chưa có văn bản trả lời công ty. Vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phạm Đình Hổ tạm thời từ chối cung cấp thông tin. Theo báo cáo của công ty công viên cây xanh Hà Nội, tại tuyến phố Lò Đúc có 236 cây xanh đô thị, trong đó có 134 cây sao đen, 54 cây xà cừ và các loại cây khác. Hàng sao đen được trồng tại phố Lò Đúc đều có tuổi thọ hơn 100 năm.